Chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube Zika. Và ở video ngày hôm nay bên công ty Zika chúng em là một bài review nhanh đánh giá về sản phẩm mới ra mắt mới về bên công ty chúng em. Đó là một chiếc đẩy đến từ thương hiệu WeWood, model là D500. Em xin lỗi. Nói về D400 thì nó đã quá là thành công những cái năm vừa rồi mà bên chúng em đã phân phối bán ra. Chính vì vậy hãng đã dựa vào cái nền tảng con D400 và nâng cấp phiên bản đó lên thành D500. Nâng cấp ở đây là nâng cấp về cấu hình, nâng cấp về hình thức. Vâng ạ. Về cái hình thức thì năm nay được thừa hưởng đến một cái thiết kế, một cái phong cách rất là tươi mới, trẻ trung, sang trọng. Mặt trước thì được trang bị cho mình những cái đèn báo tín hiệu ngưỡng vào của những cái từng kênh. Vâng, từng kênh âm thanh một. Và nút nguồn thì được đưa tích hợp vào cái khung quả cái tấm lưới, tấm lá chắn nhôm. Và hai bên là hai cái hốc để hút nhiệt vào để làm mát những cái linh kiện bên trong khi mà chiếc đẩy này nó hoạt động. Với tông chủ đạo là màu đen và màu xám trắng. Màu đen và màu xám trắng. Và về cái cấu hình cũng như công suất con này thì nhà sản xuất đưa ra đó là 1000W cho một kênh. Vâng, một cái dòng đẩy hai kênh mà sở hữu cho mình 1000W một kênh thì các bác hình dung được luôn ra là chúng ta có thể đánh được những cặp loa như thế nào rồi. Đối với những cặp loa full 30, vâng, những cặp loa full 30 thì con này thổi, thậm chí các bác mở to thổi lôi cả rốn của bác ra. Nhưng nó chơi cho những cái cặp 40, full 40 mà công suất hay là côn từ của con, những con 40 coi 75, 76, 100, 120 thì đơn giản, quá đơn giản với con này. Và để thiết kế đánh chập kênh thì chúng ta đánh với những chiếc súp kép 50 với công suất như này. Đặc biệt là cái khuôn dáng nó rất là nhỏ. Cái khuôn dáng nó nhỏ gọn. Vâng ạ, cái kích thước này thì chúng ta đưa về sử dụng trong gia đình thì những các bác và anh em có những cái kệ tivi nó đẹp, nó sang trọng mà nó cái chiều sâu của nó bị giới hạn. Thì đối với con này chiều sâu vào nó chỉ có 30 đến 31 phân là em đo phủ bì hết rồi nhá. Em đo phủ bì là 31 phân. Và chiều ngang, chiều rộng của con này nó sẽ là 47 đến 48 em đo phủ bì. Và cái chiều dày của con này nó chỉ rơi vào khoảng độ 9 phân mà chuẩn xác luôn chứ không phải rơi. Em nói chuẩn luôn là 9 phân. Kích thước số đo rất là lý tưởng. Nhẹ con này thì nó chỉ rơi khoảng độ, em nhấc thì em cảm thấy nó sẽ tầm khoảng 6 đến 7 cân. Vì nó sử dụng mạch công nghệ mới này. Nhưng kéo theo đó nó sẽ sử dụng nguồn, cái lợi thế của nó bởi vì công suất lớn nó sẽ phải sử dụng một con nguồn tròn bằng đồng, nguồn đồng, nguồn tròn. Và với những công nghệ mới hiện nay thì sò nó không còn là để mà chúng ta dựa vào sò chúng ta đánh giá được công suất nó, mà nó phải dựa vào rất là nhiều yếu tố. Chúng ta sò là một này, những con chip xử lý này đấy, và tụ lọc nguồn này, và quan trọng nhất là nguồn đấy, và những cái linh kiện để cấu tạo lên thì chúng ta phải dựa rất nhiều yếu tố. Chính vì vậy thì phiên bản con này nó chỉ sử dụng 16 sò và 4 tụ lọc nguồn to và một cuộn nguồn đồng khủng. Em giới thiệu sơ qua xong thì em sẽ đưa vào để em test mộc nhá. Có nghĩa là em sẽ đánh nguyên con đẩy này, em không dùng vang, em đánh nguyên đẩy để cho các bác cảm nhận và đánh giá chi tiết hơn về cái độ tươi sáng của chất âm nó đưa ra cũng như cái công suất nhé. Các bác chờ em một chút, em sẽ quay trở lại và đấu ghép và test mộc, âm thanh mộc cho các bác và anh em cùng nghe và cùng thẩm âm cái chất lượng của con đẩy D500 này. Và với những cái cấu hình cũng như thông số vừa rồi em có giới thiệu cho các bác và anh em, và giờ em sẽ đi vào test. Em sẽ test cái âm thanh mộc, có nghĩa là em sẽ không cho đi qua vang, em sẽ đi trực tiếp tín hiệu vào đẩy và để cho các bác và anh em cùng nghe, cùng thẩm âm về cái chất lượng và cái chất âm tươi sáng của con đẩy D500 này nhá. Một phiên bản nâng cấp cực kỳ mạnh về cả cấu hình lẫn hình thức. Em xin mời các bác và anh em cùng em để đi vào trải nghiệm phần chính nhất, đó là test cái chất âm của con đẩy D500 này qua cái quy trình test, đó là đi thẳng trực tiếp tín hiệu từ điện thoại đi vào đẩy đánh ra loa chứ không cần là phải qua vang, qua nâng, qua lọc gì hết nhé. Thank you.
Vâng, các bác và anh em cảm nhận thế nào đó? Cái chất âm cực kỳ tươi sáng khi em đang test một cái kiểu không cần phải qua vang, qua nâng, qua lọc, test âm thanh mộc đi thẳng trực tiếp từ điện thoại em đi qua sợi dây 3.5 này vào trực tiếp vào đài và đánh ra loa. Công suất ổn định, chất âm cực kỳ tươi sáng đối với con D500 này. Quả thật là nó nâng cấp quá là nhiều so với phiên bản trước. Và hiện tại sản phẩm này đang có mặt tại showroom công ty JK chúng em, với cái mức giá bán ra là 6 triệu đồng cho phiên bản đẩy cao cấp của WeWood, model là D500. Rồi, ok, bây giờ em sẽ tăng volume lên một chút xíu nữa, xong em sẽ dừng video. Và mọi chi tiết các bác và anh em có thể liên hệ tới hai số hotline công ty chúng em, đó là 0963889192 và 0965503357. Hai số hotline của công ty chúng em luôn luôn trực để chào đón các bác và anh em đến với công ty chúng em để đặt những đơn hàng, hoặc là công ty chúng em sẽ tư vấn cho các bác và anh em lên những cấu hình combo karaoke theo ý muốn, theo mức đầu tư tài chính của mình. Nên em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác và anh em vào những video clip sau ạ.